điều vô cùng đặc biệt, đó là một phần quà trị giá cực kỳ lớn ở đằng sau đó, là Hiệp sẽ tặng cho các bạn một cái combo trị giá đến 19.800.000. Hiệp biết là tất cả các bạn thật sự là không có nhiều thời gian, cho nên Hiệp sẽ đi thẳng vào vấn đề. Hơn 15 năm kinh nghiệm đào tạo và kinh doanh bất động sản, cho nên là Hiệp có 101 cái chiến lược để đầu tư. Nhưng mà bây giờ Hiệp sẽ chuyển hóa nó thành cuốn sách và chuẩn hóa theo quy trình của một cuốn sách chuẩn mực. Và Hiệp đang thực hiện điều này, nhưng Hiệp muốn mọi người có thể cùng tham gia với Hiệp trong cái quá trình xây dựng cái cuốn sách này để nó trở nên hoàn hảo hơn. Và giá trị của những người có thể tham gia với Hiệp thì đầu tiên các bạn sẽ nhận được 101 cái chiến lược này, và chúng ta sẽ thấm nhuần những chiến lược này để khi ra ngoài xã hội, ra ngoài thị trường, mình nhìn thấy và mình có thể nắm bắt được những cơ hội sớm nhất, nhanh nhất và an toàn nhất. Và cái điều đặc biệt thứ hai đó là những cái ý kiến đóng góp giá trị của các bạn thì sẽ được Hiệp đưa vào trích dẫn ở trong cái cuốn sách này luôn. Và chúng ta có thể tồn tại lưu giữ cái điều này mãi về phía sau này. Và cái điều thứ ba là một điều vô cùng đặc biệt, đó là một phần quà trị giá cực kỳ lớn ở đằng sau đó, là Hiệp sẽ tặng cho các bạn một cái combo trị giá đến 19.800.000. Combo đó là một cái quy trình và những cái tiêu chuẩn để có thể lựa chọn được những cái bất động sản cực kỳ hiệu quả, cực kỳ tiềm năng và an toàn cho những nhà đầu tư. Và cái quà tặng thứ hai trong combo này đó là gói bậc thầy đàm phán. Cái gói này đã mang lại cho cá nhân của Hiệp rất là nhiều tỷ thông qua cái quá trình mình đi đàm phán trong suốt cái quá trình mình sống và kinh doanh. Cho nên là Hiệp đánh giá đây là một cái gói combo thực sự rất cần thiết. Vậy khi các bạn có 101 chiến lược đầu tư, các bạn có được một cái gói quy trình để lựa chọn những bất động sản, và các bạn có thêm một cái gói là bậc thầy đàm phán, thì các bạn gần như có những cái vũ khí mạnh nhất để các bạn chinh phục được cái quá trình đầu tư bất động sản của mình trở nên dễ dàng và an toàn hơn rất là nhiều. Để tham gia vào quá trình này, các bạn hãy inbox hoặc họ gọi điện cho số trợ lý ở bên dưới để trợ lý có thể hỗ trợ các bạn được chu đáo hơn nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại ở bên trong nha.